Đây, cho luôn đây này, đây. Số tài khoản đã mở chưa? Vào chỗ Tam Giác này này. Chưa mở thì vào chỗ này này, vào chỗ dấu cộng này này. Đấy, ghi số tài khoản vào. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Đấy MB đấy, MB đấy. Khóa rồi, đấy. Thấy MB đấy chưa? Ô thế nào chạy đi đâu đấy? MB đây này. Đây này. Đây. Đấy được rồi. Cười cái gì không? Nhìn mãi chả thấy cười. Xong cất đi, đấy lên rồi, nó lên rồi. Sang tăm ngày chứng từ, ngày chứng từ thì mùng 6 tháng 2 đấy rồi. Còn nếu nó khác thì ghi. Xong rồi thì vào cất, xong rồi đến đây rồi thì vào cất. Đấy là ghi sổ thành công rồi. Thì bây giờ sang sang đến nghiệp vụ tiếp theo. Rồi sổ phụ lên xem cái nghiệp vụ tiếp theo. Rút tiền gửi ngân hàng về quỹ. Thì đây có mấy cái báo có thì đằng sau em thực hành giống như thế nhé. Còn cái rút tiền gửi ngân hàng về quỹ thì em vào số phân hệ quỹ. Đối với cái phân hệ ngân hàng này, cái rút tiền về quỹ mới nộp tiền vào tài khoản ngân hàng ấy, thì em vào vào sang bên đấy, sang bên phân hệ quỹ này này, sang quỹ này, rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ thì tiền hàng gửi ngân hàng sẽ giảm mà cái quỹ sẽ tăng, thì mình sẽ vào phiếu thu của cái tài khoản 111 đi, vào sổ quỹ này, đây đây phân hệ trên này này, đây này đây này. Quý đây này, và quý này. Và thu tiền. Rút tiền gửi ngân hàng về quý thì vào thu tiền. Vào phiếu thu để thu về quý. Vào đấy, vào đâu đấy, vào quý chưa, vào quý, vào thu tiền chưa, quý vào thu tiền đi. Thêm mới. Bấm vào chỗ tam giác này vào thu ấy, đừng vào chi. Đây phiếu thu đấy. Vào thu đấy rồi, này thoát ra làm gì? Đối tượng. Đối tượng thì vào ông này đi thu tiền mà.
tiếp đi. Ở cái chỗ lý do thu này vào cái chỗ tam giác này, rút tiền gửi ngân hàng về quỹ này, cho vào cái dòng đấy, xong thì bấm enter. Rút bao tiền này, xong rồi cất đi, đến cái vụ đấy là xong rồi, thu tiền xong rồi, sang đến cái nghiệp vụ ngày 24 đi. Lãi nhập gốc của nó là gửi tiền gửi vào ngân hàng, thì thỉnh thoảng cuối tháng nó có một vài đồng tiền tiền lãi ngân hàng. Vào phân hệ ngân hàng, vào phân hệ ngân hàng đi, nó ở đây luôn này, vào phân hệ ngân hàng đây này, xong vào vào thu tiền ở trên này này, trên cùng ấy, nãy nó vào tài khoản của mình mà tài tiền trong ngân hàng, tài khoản của mình nó sẽ tăng lên. Đối tượng là ngân hàng cổ phần quân đội.